buổi chiều các bạn, xin chào mọi người đến với kênh của Việt Florida US. Hôm nay Steven quay một video cho một căn nhà một lầu mà ba phòng ngủ với có cái hồ bơi phía sau. Họ hiện tại kêu giá là 925.000 ở Wesley Chapel. Khu này nó nằm trong khu của Steven đang sống. Thì thường thường mấy từng xe khác thì Steven đi vòng vòng quay ở ngoài mấy cái khu builder mới. Thì hôm nay nó có list một căn nhà bán gần khu nhà Steven. Cái căn nhà này rất là đẹp nên Steven muốn quay lại cho mọi người xem. Thì cái căn nhà này nằm phía bên đây, phía bên này của cái bên này. Bên này là giống như cái reserve, nó có một cái pond nhỏ nhỏ phải không? Nhà vòng vòng này rất là đẹp. Khu nhà này, trong cái khu community này nó có tất cả là 528 căn nhà, tất cả như cô chú và anh chị. Tất cả nhà nó xây cái dạng giống như là mái ngói hết. Thì cái căn nhà này nhìn, hồi xưa Steven cũng định mua căn nhà này đúng không? Mà cuối cùng phải mua căn nhà 2 lầu. Thì cái căn nhà này rất là đẹp cô chú và anh chị, số 2273 đường Holocaust Court. Một tiếng nữa Steven sẽ để cái thông tin của người realtor bán căn nhà này. Nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu để mua căn nhà này có thể liên lạc với người realtor đó. Bản thân Steven không phải là realtor mà thích làm YouTube, nên nhiều cô chú anh chị và anh chị và các bạn từ các tiểu bang khác mua nhà thì có hỏi Steven nhiều lần. Nếu có cơ hội thì Steven quay lên cho mọi người xem thì để tham khảo cái giá nhà ở Florida thế nào. Thì thật sự ở Florida nó có nhiều nhà, nó có nhiều giá, nhiều tùy theo cái điều kiện của từng gia đình mình thôi, chứ Steven nói cho giá là thật sự nó cái median price cái nó là có khoảng từ 300 là có thể mọi người có thể lấy căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng tắm ở, mà tùy theo cái khả năng của mình thì có thể mua căn nhà cao hơn, đẹp hơn, ở một khu nó cao cấp hơn. Thì cái căn nhà này nó cái khu này nó rất là security, ở ngoài á là nó có cái community, nó có cái subdivision, nó có giống như dạng là security trên 24/24, thì nó có người giữ cổng cho mình, ai vô thăm nhà mình thì phải gọi điện thoại vô trước nó mới cho vô, chứ bình thường thì người ngoài vô đây không có được. Thì căn nhà này nó rất là đẹp, thì hy vọng mình sẽ quay với phía trong cho mọi người xem ha. Thì một tiếng nữa cô chú anh chị theo chân Steven đi vô trong xem căn nhà này nha. Ok, đó, căn nhà này bên này nó có một cái gara hai xe đậu, với một đây bên này có một cái gara một chiếc xe đậu, ở ngoài vô nó có cái cổng với một cái dạng như cái bản gì, cái sảnh nó rất là cao để mình quay trong, hy vọng là người ta sẽ cho mình quay. Để mình đi vô thử xem. Hy vọng là vô nó cho mình coi cái trước họ trồng bông hoa rất là đẹp nè. Các bạn, mình mới vô nói chuyện với người realtor Stella, thì cái cô ấy cho mình permission để quay phim của cái căn nhà này. Thì căn nhà này phía sau nó có một cái hồ bơi rất là đẹp. Đây là phía sau của căn nhà của chú và anh chị, nó có cái hồ bơi với cái jacuzzi bên kia. Ở ngoài này nó có một cái outdoor patio, khu vực outdoor patio. Nhìn có nhà lưới luôn, nếu mọi người mà buổi chiều thì ra đây chơi thoải mái, nó không có bị giống như mũi chích được không. Thì ở phía sau của căn nhà này á, thì dạng giống như reserve á, thì nó có cây cối, nó rất là mát mẻ. Thì phía bên góc phải của căn nhà phía sau nó có một cái outdoor kitchen, thì mình có thể mình nấu nướng ở ngoài này được. Thì cô chú anh chị thấy cái không gian ở ngoài này nó rất là rộng nha. Thì ở đây mình có thể mình tắm đây, qua đây mình nướng thịt mình ăn. Rồi bên kia thì có cái ghế ngồi, mình có thể cái ghế ngồi người ta đang bán nhà nó, để cái không gian cho nó rộng thôi, nếu mình thích mình có thể mình trang trí thêm cũng được. Thì cái nhà này nó phía sau nó rất là mát mẻ, tại vì phía sau này đó cái khu resort nó có cây cối rất là nhiều cô chú và anh chị.
Okay, đây là không gian phía sau hè thôi. Để tí Steven đi vô phía trong nhà để cho mọi người xem cái cảnh ở trong nhà thế nào, nó cái rộng, cái chiều rộng của nó bao nhiêu, cái giá nó bao nhiêu. Hiện tại thì một tí Steven cho cái giá thực tế của căn nhà là bao nhiêu, với cái người realtor đứng ra bán căn nhà này, để cô chú anh chị có thể liên lạc thẳng với cái người realtor đó để mua cái căn nhà này nha, nếu người nào có nhu cầu. This is a beautiful house. Chú anh chị, đây là cái không gian của cái phòng khách. Khi ở ngoài vô thì nó có một cái sảnh bùng binh bên đó, phía bên kia là nó có một cái club room, thì chính giữa là cái living room. Phía bên tay phải của căn nhà thì cái kitchen, cái kitchen với cái eating nook phía bên kia. Thì cái nhà này nó this house the all white concept kitchen. It's very beautiful. It's all white concepts and stainless steel appliances. Cái kitchen ở bên này á, phía này nó có một cái eating nook breakfast on that corner. Ở đây là cái island, với một cái semi island bên này nó có một cái sink. Thì phía bên này là cái không gian của nhà bếp. Ở đây nó custom thành ra tất cả cái cabinet là giống như là gourmet kitchen hết như cô chú anh chị, dưới nó có một cái come with the hood. So cái này là upgrade hood. Tất cả cái này là upgrade hết nha, tại vì thường cái standard nó không có cái màu này. And all these things are upgraded. Cái người chủ của nhà này họ trang trí rất là đẹp. Để tôi thì từ cùng cái nhà bếp đi qua bên này á. Bên này là cái không gian của cái dining room. Rồi cái người này họ phần đông là họ install cái motorized current để nó kẻ tự động nó kéo lên kéo xuống. Đây là không gian của cái dining room nè. Thì từ cái dining room này dưới cái bếp bên đây là hai chỗ nhìn thẳng bên kia là cái phòng khách. Phía góc phải ở ngoài vô là một cái bo. Nhìn bên kia là phòng ăn, nhà bếp. Phía sau kia là cái khu của hai người realtor họ đi ra ngoài đứng ngoài kia rồi. Bên đây là cái phòng của khách, phòng thứ nhất. Okay. And the walk-in closet. Đây là phòng ngủ thứ nhất nha cô chú anh chị, cho khách vô. Thì để mình đi tắt quên đây, mình đi vô cái phòng master. Thì phía sau này của cánh gà bên này á, on the left is the master bedroom. Cái master bedroom khi mình bước vô á thì nó có một cái bathroom phía ngoài, nghĩa là ở ngoài này cái bathroom này có thể đi ra ngoài chỗ cái hồ bơi, đồ rửa mặt với cái toilet. This room is well decorated. Đi vô trong cái phòng khách, phòng master bedroom. Cái master bedroom này họ hiện tại là họ install nền á, là install wood hết nha cô chú anh chị. It's wooden floor. See the wooden floor. Let's go into the master bedroom with a nicely decorated high ceiling, crown molding. The ceiling is very high. Cái builder này họ phần đông họ xây cái mái nhà, cái ceiling là ở phía trong ở trên này là 10 feet. Bởi vì rất là cao, mà nếu ở trong cái phòng này, phòng master này ở phía trên này là 11 feet. Bởi vì nó có một cái design trên đó rất là đẹp. There are two walk-in closets, one for her
This is for him. And on this end is the walk-in closet for her. This is a massive closet. Okay, and this is the bathroom, the master bath. The master bath is all upgraded with a quartz, mostly cream color. Trong này cũng có cái custom cái closet, nó có custom cái closet này luôn. On that end is the toilet, so it's going separately. So when you somebody going for the one number two, it's not interfering with other people doing their makeup or washing their face. And there's a stand shower. Okay. One guest bathroom, bathroom in this size. And there's one over here. Let me walk you through it. This is the bar area. We have a party. And this is the third bedrooms, but people currently using for an office. But this one you can do in a bedroom here too, but this is the currently using for an office because people working from home. And of course, there's a bathroom in there too. And when I came by, I cũng có một cái bathroom, a stand shower, and the studio area. Đang cái này là cái mà Steven nói là cái nhà này đó, có ba phòng ngủ với cái phòng này họ hiện tại là họ dùng cho cái giống như là cái guest room ngồi chơi đi coi phim. Và cái phòng này chỗ này có thể mình làm phòng ngủ được nếu mình muốn. Nếu anh chị để ý cái này là cái window sheet á, thì họ trong này họ custom cái này hết nha. Cái này nếu làm hết nhà cũng giá rất là nhiều tiền đó. There's a window sheet. Cái này họ làm window sheet ở trên. If you have to order, if you have to custom it, that's very expensive. Trong này họ cũng custom, họ install wood luôn, wood floor also. Còn ngoài này là gạch màu cream với màu trắng, có design. On this area is the this is laundry room. This is a massive laundry room. Nó có một cái sink để rửa đồ, rửa bên đó luôn. Trong này họ custom mấy cái cabinet luôn. This is the laundry room. It's massive. Lớn lắm. Cái cửa bên đây là cái cửa garage mà mình đã nói rồi. Đó. Thì cái cửa này là cửa cái. Khi đi vô là hai cái phòng bên kia là cái phòng là phòng guest room, the home theater, and the đây là cái sảnh này. Ok, thôi vậy cô chú anh chị và các bạn, chắc cho cô mọi người xem một chút thông tin phía trong cái nhà này thôi. Rồi nếu cô chú anh chị có nhu cầu để mua nhà ở Wesley Chapel, cái zip code của cái vùng này là 33543 ở Wesley Chapel, Florida. Nó nằm ở trong vịnh Tampa Bay luôn. Tất cả mọi người đã hỏi Wesley Chapel nằm ở đâu. Thật sự Wesley Chapel là một trong thành phố của vịnh Tampa Bay. Steven cũng đã mention là Steven sống ở Tampa, Florida. Thì mọi người đã hỏi đôi khi cô chú anh chị không có xem mấy cái video trước của Steven post lên này, cô chú anh chị hỏi là Steven sống ở đâu. Thật sự Steven sống ở Tampa, Florida. Thì realtor nghề địa ốc thì không phải nghề của Steven. Steven làm IT nên mình cũng có quen biết bạn bè cần mua nhà nên mình cũng quay lên cảnh này cảnh kia cho mọi người xem, để ai có nhu cầu muốn tìm nhà thì có thể liên lạc thẳng với người seller hoặc là người
cái nhà này nó đi ra cái realtor thì cô chú anh phải liên lạc realtor mới mua được căn nhà này. Họ để cái giá nhất định lên là 925.000 nha cô chú anh chị. 925.000 cái căn nhà này. Căn nhà này 925.000. Build năm 2019. Heated area là 3.186 square feet. Cái lot area, cái lot thì hình như là cái lot, nãy mình đọc cái lot của hình ảnh, cái lot size là 12.876 square feet. Cái lot size rất lớn nha cô chú anh chị. Cái lot size là 12.876 square feet tất cả. Ok. CDD. Nhà này có CD, yes, nhà này có CD 2.162 mỗi năm. Thì cho tax và cho CD á. Tax thì 8.964. Tất cả thông tin của căn nhà này á, Steven sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu cô chú anh chị nào mà có biết thêm nữa, không cần biết thêm thông tin nữa thì có thể xem dưới phần mô tả nha. Hoặc Steven sẽ để dưới của cái phần video á, thì số liên lạc cũng như địa chỉ là cái số dùng để cô chú anh chị biết thông tin nào để liên lạc với người realtor để mua căn nhà này nếu cần thiết, nếu có nhờ, nếu có nhu cầu. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của Steven và hy vọng Steven sẽ có thời gian làm video nhiều hơn. Mấy tuần trước Steven có đi vô cái khu nhà mới á, thì quay phim đi vô mà chạy cái xe của mình đi vô á, nó bị đinh đâm lủng hai bánh xe, rồi khi lủng hai bánh rồi phải thay bốn bánh luôn, tại cái xe của mình nó bị đâm một bên một á, thì mình rotate không được, phải thay bốn bánh, thì bốn bánh nó cũng hơi nặng tiền, thì không gà cũng nản quá, lười không quay phim. Rồi từng này cô chú anh chị cũng liên lạc Steven tại sao không bỏ phim lên hoặc làm phim nữa, không gà cũng bận quá không có làm phim được. Rồi bữa nay thấy khu này nó nằm trong khu nhà của Steven để Steven sẵn chạy luôn để quay phim cho mọi người xem.